hôm nay. Hồi sáng giờ anh em mình đi vòng vòng để giăng lưới kiếm ít cá, để làm thử cái món mà cá phi nấu mẹ lá lăn cho cả nhà xem. Nấu giấm chứ, nhưng mà hiện tại giờ là 1 giờ rồi, ba anh em đi hơn nửa ngày rồi mà không có cá, có một con nhất à. Anh em quyết định vô cái vườn dừa cũ á, chọt đi chọt hang nha cả nhà, vậy không giăng lưới nữa mà đi đọt hang, tại vì giờ này trưa rồi nó không có còn ở ngoài nữa. Rồi đó, giờ nó đói nữa. Hả? Đã mà hả? Lấy bên lò đường con chú ghét nè. Dạ. Thôi nha, bên đường con nè. Để nãy anh em đi quần tới con lui rồi. Được con hả? Có chủ yếu mình về quần rồi mình giữ cái hang cuối cùng đã nè. Dạ, đưa bên cầm đi, nó cớt rồi chưa luôn. Đây có cái hang ngồi tông nãy giờ nè. Có. Không biết. Tại đi từ nãy giờ thấy có cái hang này nè. Nãy giờ mệt quá chừng luôn hai đứa ơi. Nãy tiêu mà dính mắt con cá trò luôn á, dậy chăng tiêu. Nghe từ nãy thấy nó đục đục nè, chửa mò trợn tay làm không lợi nữa nè. Đợi tiêu lên. Đục chắc có, nghĩa là chắc có. Lại mò hang lấy đi. Cứ bóp đít. Đùa con cá kia đâu rồi? Ừ. Đem nghe lên bờ tốt đây. Bớt dính con này xảy con kia. Ờ, đúng. Như vậy luôn. Nhớ che miệng hang nha, để có nhiều cánh chạy ra. Đấy. Thôi đó. Cái gì vậy? Không nghe nó quậy rồi đó. Quậy hang tiêu quậy. Ngày tao rồi, tao phan, trong mình tao nè. Hang hang, tao biết rồi. Rồi, hai đứa này đẻ luôn. Bảy luôn. Một phần rồi hay không? Để chút đi gần cho. Còn không? Còn mấy con à. Che hang lại không che. Rồi. Tay mà vô được, sâu quá. Sao ạ? Nghe đi. Sâu lắm. Nó tới nãy này đèn kia, giờ tới thằng kia đèn này. Quậy. Mày có vụ tao không chứ tao không? Đụng. Có. Tao đụng luôn đó mà. Rồi, ra đi, tao bắt được. Không sao. Mày làm gì vậy? Không có, vậy cho đều. Hai đứa nuôi hết. Con này bự. Con này bự. Con này cũng bự. Nãy mình thấy ngồi đây, thấy nó động cái ngồi đây tôi canh nó nãy giờ nè. Không không. Không biết, quen, ra đi. Trời. U, bự vậy? Trời. Còn nữa không? Hết rồi. Hết rồi. Cứ bên cầm mấy cá nha. Ừ. Thử coi. Không nhớ luôn hả? Hết rồi, thật tới hang rồi. Xong phim. Sau một hồi mò cá ba anh em mò được 4 con rồi cả nhà. Còn cá này là buổi sáng anh em đi giăng lưới nè. Chút xíu nữa sẽ nhà sẽ câu lại khúc giăng lưới con cá này nha. Không có, không có sôi. Có sôi không? Không có sôi. Quá tệ luôn rồi. Thấy nó không? Không thấy nè. Sao mới chạy bên kia là hư luôn á. Đó, nó chạy à. Mày hả bưởi? Rồi sao mày tiêu? Nó chạy qua lưới mày rồi. Chưa. Đó là chính là giật giật rồi. Đó. 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 Ê tiêu. Thấy không? Nước mặn không cưng. Yeah. Tại con này anh em là nãy thấy là Tuấn Dũng á nên chặn lưới đây bắt tước. Ừ. Cầm tên tay chưa lên bờ chưa tính á. Thôi. Khoan khoan để tao phụ. Cá quá bự luôn. Chở gỡ con cá trước đi rồi mình lấy mấy cân dùng liền thôi là nó bị lưới á. Học vô miệng á tiêu. Học vô cái miệng cái mang á. Ở đây à. Biện pháp an toàn hả? Trời nó lủng cái lậu lưới đó không sao đâu. Ngon lành rồi, nhí cuốn lưới nhí ơi. Đây. Học cho cái miệng đi, bỏ lưới tao.
nó xảy là mày xảy á. Quá đã. Rồi cuốn lưới lại đi. Rồi, dạ anh em quyết định sẽ đi bời bằng cá. Đi bằng cá thôi. Cảnh không? Rồi. Đéo tin. Không tin được. Để hơi về nhà cabin coi cá phi có nổi không, chỉ thêm con bự bự nữa. Cá phi ở nhà bên thì nó bự lắm mà không biết nó có nổi không à. 5 con cá. Bây giờ là 2 giờ chiều. Đi từ 8 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Thôi tạm biệt cả nhà nha. Thôi về thôi cả nhà ơi. Về ở nhà về bằng cá chứ giờ cũng méo rồi. Quá trời luôn, một gần đinh lăng luôn. Cái này nó có bông đó ta. Có bông có trái luôn kìa. Hôm nay thì anh em mình sẽ đi hái một ít đọt lăng để về nấu lẩu nha cả nhà. Món này không biết có quen thuộc với mọi người không, có dùng lẩu mà với đọt đá lăng này chưa. Chừng qua anh em đi bắt cá về bận công việc đột sức nên chưa có làm được nữa. Hôm nay thì ra xin một ít lá đinh lăng về nấu. Vụ này này nhiều lắm. Mỗi năm ảnh cắt lá bán nữa mà. Lúc trước ra thấy một ơn chút một sàn quá trời luôn á. Nhiều thiệt. Nhiều lắm, còn mấy cái bờ kia nãy đang bầu luôn, đi qua không được nữa kìa. Nhóc luôn á. Cả đống luôn kìa. Cây lăng này hình như là xài được hết luôn á. Lá thân gãy rồi. Lá này thường thường người ta trong bài thuốc với lại là làm gối đinh lăng cho mấy em bé nằm á. Thường thường là nằm để không giục mình á. Gối đinh lăng. Đinh lăng có bao nhiêu thuốc á ha. Ừ. Như là lấy hết, từ trên xuống dưới luôn. Lá thân rễ, nhất là cái rễ đinh lăng của Nam mình, cái rễ trồng lâu lắm á, nó mới bự á. Rồi đinh lăng gừng thì không nói rồi. Kìa bạc quá tại luôn, còn luôn rồi. Ừ, nhiều lắm. Dừng bưởi bạc ngàn không? Này chắc cái cả mẫu á cái nhà, con là bưởi không? Ừ. Mình thấy ghê. Hái một ít về ăn lẩu. Thấy ghê chưa? Dễ gì, cái này chắc anh tòng lâu dữ lắm rồi đó. Mà cây bự bự không chứ bộ. Mà cái này gửi chưa bự. Lâu kìa. Lâu dữ lắm. Ở đây cái này cả nha. Bưởi nè. Mấy mẫu. Quá trái hả. Ừ. Thì hàm à. Bữa nay chắc bữa nhánh á, nhìn cây nó muốn lão rồi ha. Như ấy hả. Bữa nhánh mau ăn. Cái này là chín hết. Này hái biết chi nào mới hết. Còn lắm. Còn quá chân luôn á. Sao nhiều chưa, nhiều chưa? Đủ ăn chưa? Nhiều rồi, nhưng đây đủ rồi. Bên tiêu nữa kìa. Tại mình ăn lẩu chứ không phải là ăn sống đâu nha. À, quá trời rồi. Thôi giờ anh em mình về nấu thôi. Nhiều rồi. Thôi về thôi. Bây giờ này thì bên xe chuẩn bị những cái mà Vin sau khi về nghe cái nè. Thổi ớt với xả nè. Đây 5 con cá phi hôm qua anh em mình. Không có lần nào mà bắt mà vất vả cá như lần này. Đi cả ngày ta. 4 tiếng hồ, 6 tiếng hồ luôn á, đi hồi 9 giờ tới 2 giờ chiều. Thua được 5 con cá à. Thôi mình đây thì 5 anh em mình, 3 anh em mình cũng đủ rồi. Đây cá phi nè. Lá đinh lăng nè, 2 trái dừa. Bữa nay nấu bằng nước dừa sẽ rất là ngon luôn. Nha, bây giờ mình sẽ phi tỏi mình nấu nha. Cái nóc người nó nóng lắm. Hơi lố không? Không nhiều quá. Chế ra, nó nhắc kìa. Mình phi đi chút mình chế. Tại cái này nó bị ấy á. Đi nó sẽ nói không mà chế gì được. Ủa. Không chưa? Cho nóng lên cho nó xèo xèo nghe cho hấp dẫn. Bỏ vô cái xèo liền ha. Đợi xíu nè. Chưa. Cái này nóng dữ lắm á. Than này nè. Bên nấu cái này là hơi sẵn lửa than nhiều là hơi anh em mình nặng lẩu bằng cái này luôn. Chưa xèo. Đưa cho nó vàng lên. Như đây là bao hôm luôn á.
có đùi gà nữa ta. Không, cái này không phải là đùi gà, cái này gọi là cái chót tên của cây xương. Cái gần cái cù lẳng, cù lẳng. Cù lẳng. Ừ. Chứ không có cái không có đùi phải không? Không có đùi. Đùi bằng là phải không? Còn trắng. Này nấu giấm với nước dừa này là ngọt. Cái hậu chua. Cá khuy nấu giấm đá đinh lặc. Này bữa nay một phần rồi. Còn lắm, còn lắm. Chứ chứ anh em ăn thịt. Món này thì rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ nữa. Chưa? Vàng rồi chú bé nè. Được. Này là giấm nè cả nhà. Này là mình canh nửa nồi nước thôi. Cái hơi cái mình cho cá vô là nó lên đầy nồi á. Cái dừa này ngon nè. Dừa luôn ha. Ngọt luôn. Trái kia cũng ngọt hơn nữa kìa. Ừ, thấy chưa? Này cái này vô cái là mình bỏ 5 cá vô nữa là nó vừa nồi luôn á. Tại nó nạo hơn nữa không? Rồi, cho nó sôi cho mình cho cá vô. Trời, cái này dặn thêm miếng muối nha cái này. Dặn chút miếng muối đi. À, kêu nó thiệt thiệt chứ. Vậy. Ginh cái hũ mũ đường ra mà ginh cái hũ đường hết ra. Rồi rồi. Wow. Để cá vô. Rồi, thôi. Cá vô kêu kêu hồi nó chín là anh em dọn luôn á. Cá chín rồi mình nêm nó sẽ hay hơn. Tại vì nó ra nước ngọt của cá nữa. Nó chỉnh hơn. Tính cái ra là ổ dừa 5 cá không ta? Hay quá ha. Mình cũng canh nè bộ. Vậy là không nước húp là thành ngon rồi đó. Hôm qua mình cũng đó. Canh bắt 5 con á. Canh cả cái bà luôn nó bắt được nữa. Má trời. Nghe cái mùi giấm không? Mùi giấm với mùi xả không? Chết luôn á. Bây giờ mình sẽ nêm nó nha cả nhà. Đây có muối rồi, giờ cho chút một hồi vô đi. Hai ba muỗng đường vậy đi. Giấm mình nó chua. Đừng bỏ, đừng nói anh em mình ăn chè nữa nha. Là giấm chứ không phải. Giấm nên phải đường đồng lại mới được. Cho nó sôi vài phát ra. Với lại nước dừa của mình nữa. Tây nguồn miền Tây mình nêm đậm đà mà. Với lại khẩu vị nó ngọt á. Mình ăn khẩu vị ngọt hơn. Đừng nữa. Cái mùi giấm đã ghê không? Thơm mùi giấm. Mình nấu nhúng giấm thì cái vị chua ngọt nó đậm đà hơn. Cái này mình nấu dạng lẩu nên mình sẽ nấu nước nhiều nó sẽ nhạt hơn nha. Nhập lá đinh lăng nữa hả? Ngon lắm. Đọc đinh lăng này mình có ăn trị bệnh gì không? Cái đó thì bên biết nhưng mà lá này người ta làm thuốc. Lại là bên thấy rõ nhất là làm gối cho em bé không? Để chống giật mình. Đây đó bắp với khoai lần nào cũng mua hai cái chứ. Dưới một cái. Thôi, ngon lành. Thôi, ấy không? Ừ. Rồi, ngon lành chưa? Ngon lành. Chống, chống, đâu. Lên Nhi ơi. Vậy quá là có ngay chứ gì đâu. Trời ơi. Dạ ta. Để giữa đi. Đúng nè anh em mình gấp để xa xíu. Thấy đã chưa, thấy đã chưa. Mời cả nhà ăn cá khuy nấu giấm cùng ba anh em mình nha. Mời cả nhà. Cá khuy nấu giấm hả? Ừ, cá khuy nấu giấm lá đinh lăng. Đây, đinh lăng xanh lè luôn nè. Non lá mứt ngon. Được rồi, được rồi chứ. Xanh non ghê không? Bên chỗ bảy anh em mình hay qua hái nhưng mà nó ít à. Nay lần này hái đúng được non luôn á. Nay vô vườn ngay vô luôn mà. Đâu này nó mập mốt luôn rồi không? Trồng quay luôn á. Thôi, gấp cá ra đi, gấp cá ra mình để ngoài chứ sợ hơi nó nhừ á. Ăn mạnh vô nha. Gãy không? Gãy không? Gãy không? Không gãy đâu. Ba con rồi, gấp ra ba con rồi. À, mình nó tống tống mình quậy nó không bị ấy đâu. Có chừng ngón tay nè. Rồi mất dĩa nước mắm luôn. Sao vậy chẹt cái đi. Khoan để sắp lại hình lại. Đó, mình nghiêng mắm qua bên đây. Đúng đó, rồi. Không, mình chấm liền. Rồi, anh em dùng thử đi, mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Trước tiên là thử cái lá lăng nhúng thử cái nó như thế nào. Nhúng sơ sơ thôi nha. Quéo quéo lại thôi. Đấy. Xanh mướt.
mấy ông chú không? Hôm nay ăn lá này thơm lắm. Bao ghiền. Anh hai anh em ăn cảm nhận. Thơm thiệt. Thơm chua chua ngọt ngọt, mùi giấm nó giòn. Sao? Chắc là bữa hổm ăn lá già. Ờ, nhưng hổm đoàn nữa nồi hả? Ừ. Nghe nó mềm ngon ha. Ngon, mà hổm nó dai lắm. Nay nó ăn nó đọt này nó giòn à. Giòn nó mềm. Tại hồi đó ít quá nên em nái nó hơi già. Hàng gì? Bởi vì chơi ra không, cái này mà ăn cái gì? Ngon hả? Ngon hả? Bữa nay mà đã. Và thêm cái nước lẩu mình nấu con nước dừa. Mà cái rau nhúng vô cái nó xanh đẹp ha. Nó không có bị đen. Nó thơm mùi giấm nữa. Ừ. Mà cái hậu của lá nó lăn nó thơm 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 đã lắm. Hồi nãy lúc mà hái vô chị cũng có nói á, chứ chị là cái này nhúng lẩu ăn ngon lắm. Là chắc chị thử rồi. Chị làm rồi. Nó ngọt vô luôn mà. Ừ. Chị kêu hái nữa mà. Đây em ba này mà không hết luôn á. Ừ, đúng rồi. Giao được không? Được không? Món lẩu này được không? Được. Ăn ngon. Cái giấm nấu nước lẩu lên nó thơm quá ha. Ừ. Ba ngồi. Không có chua nhưng mà như mình đấy. Tại anh em mình này là mình nấu dạng lẩu nên mình nấu nó hơi lỏng hết. Nên nó hơi liên lạc hơn. Nhúng giấm thì vậy là có đậm đà mới được. Tao đợi cả nhau mà. Tao xuống đất tao ngồi tao gặp mày nè. Cũng lâu quá không gặp. Này nhúng vô cái nó xanh lè ha. Chứ nó không có đen giống như mấy rau kia. Con na này. Đi, chút tôi ăn. Cái bột cho mày ăn. Cái hậu nó ngọt mà nó chua chua thơm thơm mùi giấm đã. Ừ. Đó ăn cá lóc nhúng giấm á. Trời đã. Cá lóc nó phải chắc phải bự bự á. Nó mới dai phải không? Ừ. Nhúng giấm hả? Nhìn thái ra đó. Dạ yeah, giống như cái ta tỏi bí lù vậy phải không? Ừ. Nhưng mà cái bự cái bên nghĩa đại con cá ta nó đó con cá lóc mình thịt cũng bở nếu mà nhúng vậy á. Cá bự. Ta chừng kia mấy nó mới chắc cái miếng thịt mình mới gấp mình nhúng được. Còn mấy hàng ký hết sao? Rồi vậy nhím coi. À tỏi. Có như không có làm biến gì cái bờ hầu mình bệnh phải không? Bờ hầu bệnh cá hả? Nó kéo cao quá tài luôn à, anh kéo hết cái hầu luôn mà có vậy? Người ta cao quá tài luôn cá đó thì khỏi nói rồi nó bự á nó kéo lên hả? Ừ cá phi nhiều mà cá tầm năm cái á tối làm gì à, ghi phát tiếp hay quá là cá luôn, nó bay tùm lum luôn mà. Trời. Trời ơi, lá này hết thân vậy. Này mình nhúng vô cái nó cháy, quế con cá là ngon nó giòn ha. Nhúng quá không ngon nó dai á. Nó bị thơ thì lấy ra rồi. Giống như mình chấm á. Này đó cũng đâu biết đâu, có lần anh Thương ở trên Phú Hòa nó cho ăn lần, trời ơi. Anh cho ăn lần, anh không cho ăn nữa phải không? Ừ. Hết rồi, ăn lần hết rồi. Nhưng mà nhiều lắm, tại anh cũng lần cũng nhiều lắm. Anh có dùng bữa với cái ok không? Mà nãy thấy dùng bữa đã kìa hả? Ghê. Bữa nó ngon đúng mà. Đúng. Nhưng mà bữa đó bữa đồng bữa nhánh á, cây giả tần thấy không? Bữa nhánh là màu có tái mà cũng màu tàn màu tàn lắm con lọc con răng nó mềm nó giòn mà nó thơm thơm giòn không thì càng đã nữa này cả nhà có được cá răng này nấu lẩu này ăn thử một lần nha cả nhà rất ngon ngon lắm. Ăn rồi không có ghiền nha.
Trời, không có xin lần 2, lần 3 đâu. Xin lần lần thôi. Đâu có. Lần sau cái mình ra ngoài mình rủ ảnh nhậu. À, để sao để anh có cái tư tưởng nhiều lắm. Mà cá, cá tư tưởng nấu chắc không ngon bằng cá phi đâu. Bị sao? Ta có xăm xe à? Cá phi mình nó ngọt mà nó mềm. Ngọt, cũng giòn, cũng thơm. Ăn đi. Có gì thuốc chẳng á. Mình nghĩ là có gì bệnh đâu. Cá trên lần nữa con này cho nó mặn luôn à. Mắm cho hết mặn luôn không? Cá mình rớt xuống, rớt cá ra nước cỡ phai á. Miếng ăn vừa ăn nè. Cá gấp nửa con, bẻ nửa con này đi. Dễ dẻ thôi, nừ nước mắm bao ngọt luôn. Ra nước con cá phải không? Ừ. Phải lấy nước mắm khác chấm á, ngọt đi chan luôn á. Ra nước hồi nãy có miếng về ra quá trời nước rồi. Vớt cá nghe, cá còn ngủ. Nè. Thuận mày á. Ra ngoài ơi. Ra ngoài. Ra ngoài luôn. Nghe. Đi hết nổi rồi. Giờ nước lỏng nó sắc xuống ngán quá. Ngọt hả? Tôi thiếu pha nước, có ăn tiếp mình nè. Quá ngọt. Ngọt quá. Thôi tạm biệt cả nhà. Thôi tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.